Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của mình. Như thường lệ, hôm nay chúng ta cùng nhau nhận định thị trường trong phiên giao dịch ngày 26 tháng 1. Hôm nay là cuối tuần rồi. Phiên ngày hôm nay thì chúng ta thấy là thị trường hồi phục trở lại, hồi phục khoảng 5 điểm, đúng không ạ? Trong cả phiên thì Vini đóng trong cái trạng thái là xanh, khi mà hôm nay nhóm cổ phiếu ngân hàng hôm nay quay trở lại dẫn dắt thị trường. Tuy nhiên thì cái thanh khoản của thị trường, cái dòng tiền trong thị trường nó vẫn gần như là biến mất. Phiên ngày hôm qua thanh khoản cũng chỉ xem khoảng khoảng 11 12 nghìn tỷ, hôm nay cũng thế thôi, hôm nay cũng có nhỉnh hơn một chút xíu thôi, nhưng mà cũng không 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 là gì cả. À, thì chúng ta thấy bối cảnh thị trường hồi phục trong cái view clip nhận định hôm qua thì mình có nói là theo dõi các phiên sắp tới, nếu mà hồi phục thì chú ý nhóm ngân hàng, nhưng mà nếu ngân hàng quay trở lại dẫn dắt nhưng mà cái thanh khoản không tăng thì rõ ràng là cũng đang đang rất yếu. Thế thì tiền ở đâu, tiền đang ở đâu, đúng không ạ? Đoạn trước thì coi như là kết thúc của năm 2023 thì chúng ta chia sẻ với nhau về câu chuyện là gì, khoảng đâu đó là hơn 13 triệu tỷ đang gửi trong tài khoản ngân hàng. À, tức là tiền của doanh nghiệp, tiền của, nói chung là tiền của tổ chức cá nhân là gửi tiết kiệm ở trong ngân hàng. Thế thì hôm qua trong cái hội nghị liên quan đến vấn đề giá vàng, đúng không, thị trường vàng, thì các chuyên gia họ cũng thống kê rằng có đâu đó khoảng 400 tấn vàng đang nằm trong két của dân. Thế của ai thì không biết, nhưng mà trong két nhà tôi thì không có, à, chắc chắn rồi, đúng không? Còn két của nhà các bạn có hay không không biết, nhưng mà không biết bằng cách nào đó họ thống kê được là có khoảng 400 tấn là vàng. Đấy, thế thì chúng ta thấy câu chuyện là dễ để cho chúng ta ở đây mình làm cái chủ đề này và mình chia sẻ là gì, là tiền đang ở đâu và vàng có ở trong két hay không, mà mình đặt hai cái dấu hỏi thực sự, đúng không ạ? Thì rõ ràng là nếu cái số liệu của ngân hàng báo cáo ở cuối năm 2023 là đúng thì đa phần là tiền đang gửi tiết kiệm. Đấy, bất động sản thì không thấy giao dịch gì rồi, đúng không? Có đăng bán cả 2 3 năm chả bán được, giảm 50% cũng không có người mua. Thì giờ lại có thêm thông tin là có 400 tấn vàng trong két nữa. Thế là các cụ chắc là mang tiền một phần đi gửi, còn phần là cất vàng vào trong két hết rồi, chứ cũng chẳng chôn vào đất nữa. Thế thì làm gì có tiền lưu thông nữa, đúng không ạ? Tiền nó cũng đâu vào cổ phiếu, nó không mua cổ phiếu nữa. Cảm giác là gì, hôm qua cũng đánh giá là nếu cho vay mua cổ phiếu thì nó rủi ro, cho vay mua bất động sản nó cũng rủi ro, thế là nó nằm hết ở trong ngân hàng cho chắc kèo. Đấy, bây giờ bắt đầu lại mua vàng cất trong tủ cũng chắc hơn, mua cổ phiếu nhiều khi đang đùng đùng tăng vậy chứ bất thình lình cái hủy niêm yết rồi lái lượn thế này thế nọ, đúng không ạ? Cứ để vàng đấy lâu lâu lấy ra lau có khi này chắc ăn hơn. Đấy, thì đấy cũng là một cái câu chuyện mà chúng ta phải phải theo dõi cái câu chuyện về dòng tiền. À, về cái tâm lý, về cái trạng thái của những người có tiền, những người có vàng, những người có ý định đầu tư thì nó đang ở đâu. Đấy, còn cái số liệu cụ thể và thực tế như thế nào thì cái đấy thì chúng ta không thể biết chắc được, đúng không? Không biết chắc là đúng 400 tấn không, hay chỉ có 100 tấn thôi, hay thậm chí là nhiều hơn, đúng không ạ? Nhiều khi còn buôn lậu buôn lét ở đâu về nữa thì sao, chúng ta đâu biết được. Đấy, rồi nhiều người là trữ tiền như lại không trữ vàng thì sao. Đấy, cho nên là tổng dòng tiền đôi khi chúng ta thấy là không biết là tiền nó đi đâu. Tết nhất rồi, ai cũng kêu không có tiền, ai cũng kêu thiếu tiền đấy, nhưng mà đấy giờ thấy thống kê ra là biết là một là trong vàng, trong mấy trăm tấn vàng này, hai là bắt đầu là gửi ngân hàng đấy, thì chúng ta thấy và đó cũng là cái dấu hiệu một cái câu chuyện là gì, dòng tiền nó không còn nhiều trên thị trường chứng khoán và nó cũng chưa vào thị trường chứng khoán, đúng không? Dù là cổ phiếu ngân hàng có cố kéo hay là tất cả các dòng, hôm nay thì cái độ lan tỏa của thị trường tôi thấy là tích cực hơn rất là nhiều. Cổ phiếu ngân hàng tăng thì là giữ chỉ số thì rõ rồi, nhóm bất động sản cũng tăng, đúng không? Nhóm chứng khoán cũng tăng, nhóm thép cũng tăng, nhóm khu công nghiệp cũng tăng, gần như là tất cả đều tăng các bạn, nay là bát ngát hết, đúng không? Mặc dù điểm chỉ tăng 5 điểm thôi nhưng mà thị trường rất là bát ngát, là do là một phần là cũng cũng điểm tăng ít và xanh đều hết, là lan tỏa nhiều thì nó cũng không không kéo cái điểm số tăng nhiều được và cái thanh khoản thấp quá, đúng không? Đấy, thì chúng ta sẽ chia sẻ thêm một số ý trong cái video ngày hôm nay, và tất cả những thông tin mình tổng hợp nhận định chia sẻ nó là quan điểm cá nhân để mọi người tham khảo, không phải là lời khuyên hay là khuyến nghị đầu tư. Rồi chúng ta đi xem cái tổng hợp diễn biến giao dịch của thị trường trong ngày hôm nay. Ở đây chúng ta thấy là đối với các cái cổ phiếu tác động đến điểm số ngày hôm nay thị trường là tăng 5 điểm, hơn 5 điểm một chút xíu, đóng cửa lấy lại được cái ngưỡng 1175 rồi. Và cả phiên ngày hôm nay chúng ta thấy giao dịch đầu phiên mở gap tăng khoảng 3 4 điểm gì đó, và gần như là cả phiên là không có một dấu hiệu gì trùng xuống luôn. Đây các bạn nhìn cái diễn biến này, diễn biến của thị trường ở trên cái cột bên này này, đúng không ạ? Đó, là mở gap ở đây và bắt đầu cả phiên là cũng loanh quanh cái mức đó và cũng đóng cửa, thì tất nhiên là đóng cửa không phải ở mức cao nhất phiên. Đó, nhưng mà cũng là mức 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 tương đối rồi.
Đó, và hôm nay chúng ta thấy là đóng góp vào điểm số tăng, nó gần như là ngược lại với ngày hôm qua. Hôm qua thì Vietcom BIDV này kia là kéo điểm số giảm đúng không ạ? VRICB này kia, Techcom hôm qua kéo điểm số nhỏ giảm thì hôm nay lại kéo tăng, và đặc biệt là Vietcom và BIDV hai cái banh lớn này. Đó, rồi Hòa Phát, Phát Đạt này, cổ bất động sản này cũng kéo này. FPT cũng kéo tăng. Đa phần chúng ta nhìn trong này là gì? Là nhóm ngân hàng VR thuộc bất động sản khu công nghiệp. Ở cái chiều bán thì chúng ta ở chiều mà kéo điểm số giảm thì chúng ta thấy một vài các cổ phiếu như ngược lại hôm qua là gì, hôm qua ví dụ MGKG hôm qua kéo tăng nay lại kéo giảm này đúng không? Đó thì chúng ta nhìn nhìn là FRT hôm qua cũng kéo tăng nay lại kéo giảm, nhóm bán lẻ bị quay đầu ngày hôm nay. Đó thì cái thanh khoản của thị trường thì nó cũng chỉ xem ngày hôm qua thôi, nhưng mà cái dòng tiền trong thị trường đó thì nó vẫn tập trung vào nhóm ngân hàng. Ở đây chúng ta thấy ngân hàng, thép, bất động sản và chứng khoán, gần như là bốn nhóm ngành lúc nào cũng có là cái thanh khoản về mặt giá trị giao dịch, về mặt khối lượng giao dịch là nó chiếm nhiều nhất trong trong chỉ trong cái thanh khoản của thị trường. Cái trạng thái của thị trường đối với khối ngoại ngày hôm nay là vẫn tiếp tục bán ròng, trong phiên thì bán ròng tương đối đúng không ạ? Đây, tổng hợp kết phiên. Ủa, sao lại thấy mua ròng rồi, lúc nãy là thấy vẫn còn bán ròng, có thể là do cái giao dịch thỏa thuận ở đoạn cuối phiên ha. Nãy mình nhớ là khối ngoại mình thống kê là nó vẫn bán ròng, bây giờ là trạng thái là mua ròng rồi. Nó có lẽ là chắc là do các cái giao dịch thỏa thuận thôi. Thì gần như là cả phiên đây này, chúng ta thấy cả ngày hôm nay thì khối ngoại ở trong cái trạng thái là bán ròng, cao điểm nhất là bán ròng khoảng 260 tỷ. Hôm nay là có một số các giao dịch thỏa thuận để chúng ta đi xem vào cái cổ phiếu. Đây, chắc có lẽ là liên quan đến giao dịch thỏa thuận liên quan đến cổ phiếu EIB. Hòa Phát, Hòa Sen cũng mua tương đối nhiều này, VCG, Đất Xanh. Đấy, đây là chiều chiều mua ròng đối với các cổ phiếu thuộc nhóm khu nhà đầu tư nước ngoài. Nói chung cứ mua mua ròng là tạm ổn rồi đúng không ạ? Tự doanh ngày hôm qua, tự doanh số liệu hôm nay hôm qua cũng bán ròng nhẹ thôi. Cái đoạn này tự doanh giao dịch cũng khá là thấp thôi. Dòng tiền của tự doanh khá là thấp. Cái phân bổ dòng tiền của thị trường thì hôm nay nó vẫn ở chiều mua áp đảo hơn so với ngày hôm qua. Áp đảo hơn so với ngày hôm qua, và đối với cái trạng thái thị trường thì chúng ta thấy rằng cái số mã tăng thì nó nhiều hơn so với số mã giảm. Tất nhiên là nhiều cổ phiếu chỉ tăng tăng điểm ở mức là gọi là đóng cửa xanh thôi, chứ cái mức tăng nó không nhiều, do một phần là do cái thanh khoản của thị trường đúng không ạ? Về mặt tin tức thì chúng ta thấy là cũng có những cái thống kê liên quan đến nhóm bất động sản, nhưng hôm nay cổ phiếu bất động sản lại cũng chạy khá khỏe đúng không ạ? Đó là cái theo báo cáo về cái thị trường trái phiếu liên quan đến các cái trái phiếu, mà trái phiếu đặc biệt là trái phiếu bất động sản thì năm 2024 này chúng ta còn đâu đó khoảng hơn 200.000, khoảng 207.000 tỷ là sẽ đáo hạn. Còn việc mà gia hạn hay là mua lại trước hạn như thế nào thì còn phải xem xét đúng không ạ? Đó. Hơn 200.000 tỷ trái phiếu sẽ đáo hạn trong cái năm 2024 này, và đa phần trong số đó là trái phiếu về lĩnh vực bất động sản. Cũng là nói thẳng là áp lực rất lớn cho nhóm bất động sản. Đúng không ạ? Đó. Rồi, Bộ Công Thương có tin là Bộ Công Thương tiếp tục có thể là điều chỉnh tăng giá điện trong năm 2024. Thật ra thì cái này nó cũng ví dụ giá điện rồi giá xăng dầu, nhưng hôm qua cũng mới tăng đúng không ạ? Các bạn để ý những cái thông tin về 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 cơ bản nó liên quan đến giá xăng dầu, giá điện này kia thì nó ảnh hưởng đến cái hoạt động sản xuất cũng khá là nhiều đúng không ạ? Kể cả là cái chỉ số giá tiêu dùng này kia đó, nó cũng sẽ tác động tương đối liên quan đến giá điện, giá xăng dầu. Thì cái giá xăng hôm qua thấy tăng rồi. Giá điện năm nay dự kiến lại tăng tiếp, thì cái này nó liên quan đến những yếu tố về mặt vĩ mô tác động trong cái năm 2024 sắp tới thì chúng ta theo dõi thêm. Về mặt các cái tin tức thế giới thì chúng ta thấy rằng phiên ngày hôm qua thì hôm nay đi chúng ta đang theo dõi thị trường để thống kê cái thị trường hôm nay một chút xíu ha. Dow Jones tức là thị trường chứng khoán Mỹ hôm qua đóng cửa tăng khi mà cái báo cáo về GDP năm 2023 của Mỹ cũng khá là tích cực. Đó, tuy nhiên thì hiện tại thì chúng ta thấy là các hợp đồng tương lai thì đang giảm. Dow Jones hôm qua đóng tăng 200 khoảng 250 điểm lên hơn hơn 38.000 rồi. Hiện tại thì các cái hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ thì đang đang điều chỉnh giảm. Còn trong ngày hôm nay thì chưa biết như thế nào.
Thị trường châu Á thì hôm nay đóng cửa cũng trái chiều, đúng không ạ? Nhật và Hồng Kông thì giảm hơn 1%, trong khi Hàn Quốc và Trung Quốc thì tăng nhẹ, tăng 0.3 với 0.14%. Các cái thị trường châu Âu hôm nay hiện tại thì như là đang giao dịch thì cũng phân phân hóa thôi. Còn Đức thì giảm nhẹ, Anh, Pháp tăng nhẹ. Đó, thì gần như là các thị trường hiện tại đang giao dịch hôm nay châu Á là thấy đóng cửa là phân hóa rồi. Đó, ở Mỹ thì hôm qua tăng, nay điều chỉnh giảm khi mà các cái dữ liệu, đúng không, S&P tăng liên tiếp 6 phiên này. Đó, đặc biệt là cổ phiếu Tesla là tăng trưởng ổn định, và đặc biệt là cái GDP của Mỹ, đúng không ạ? Tăng trưởng GDP trong quý 4 là đạt 3.3%. Nó cao hơn cái dự báo, là các chuyên gia dự báo tăng trưởng chỉ khoảng 2% thôi, nhưng mà thực chất nó tới 3.3%. Và tất nhiên là thấp hơn cái quý 3. Quý 3 là tăng trưởng 4%. Thì tính cả năm thì nền kinh tế Mỹ tăng trưởng khoảng 2.5%. Đó, và vượt rất xa so với dự báo. Đây cũng là một cái tín hiệu tích cực, đúng không ạ? Nhiều báo đăng còn gọi là trạng thái vàng của kinh tế Mỹ này, tăng trưởng bền vững và lạm phát thì lại suy giảm. Đấy, cái câu câu chuyện lạm phát lúc nãy chúng ta thấy là để ý, chúng ta là liên quan đến giá xăng dầu, giá giá điện, chúng ta cũng có thể là tác động lên lạm phát. Đó, thì kinh tế Mỹ tăng trưởng nhanh nhiều tốc độ lạm kỳ vọng và lạm phát thì đó, và tránh được một cuộc suy thoái mà nhiều người nói là xảy ra trong năm 2023. Chúng ta nhìn thị trường chứng khoán của nó vẫn liên tục lập đỉnh như thế, chưa có dấu hiệu gì hết, đúng không? Tăng trưởng kinh tế vẫn ổn, lạm phát thì vẫn đang suy giảm, thế là mọi thứ đâu có vấn đề xảy ra đâu, đúng không? Ngân hàng Trung ương châu Âu thì giữ nguyên lãi suất trong cái đợt họp lần này, và đây là lần thứ ba liên tiếp, và tất nhiên mức lãi suất này vẫn đang thuộc dạng cao nhất từ trước nhờ, đúng không? Và họ giữ nguyên, còn khi nào giảm thì chưa biết. Đó, các cái bối cảnh, đúng không? Bối cảnh của nền kinh tế châu Âu thì chúng ta theo dõi cũng thấy rồi, và bản thân các cái thị trường chứng khoán của châu Âu nó cũng vẫn đang trên đỉnh và đang tiếp tục tìm những đỉnh mới, chứ chưa có dấu hiệu gì là điều chỉnh cả. Không như khu vực châu Á của chúng ta, đúng không ạ? Châu Á chúng ta thì đâu đó nói là không tác động, không ảnh hưởng gì, rồi tăng trưởng mọi thứ khỏe lắm, nhưng mà kinh tế và thị trường chứng khoán có vẻ nó vênh với nhau, đúng không ạ? Nhiều khi các cái thị trường khu vực châu Á đấy, mà Trung Quốc cũng vậy, nói thị trường hồi phục thế này thế kia, nhưng mà chứng khoán vẫn ngụp lặn này, ở đáy của mười mấy 20 năm rồi. Thị trường Việt Nam cũng vậy ha, chúng ta đang 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 hướng về ngưỡng 1.200, nhưng mà cái ngưỡng này cũng đã lâu lắm rồi, chứ cũng chưa thấy biết là đỉnh mới nó nằm ở đâu cả. Nó mà trong khi lúc nào cũng cứ hù là châu Âu già cỗi rồi suy thoái à, thế này thế kia, nhưng mà chứng khoán của nó vẫn cứ lập đỉnh. Mỹ cũng thế ha. Hôm qua thì chúng ta thấy là giá dầu tăng tăng khá là mạnh ha, khi mà các cái dữ liệu của nền kinh tế Mỹ tích cực, thì đây cũng là một cái tín hiệu, đúng không ạ? Vậy giá dầu thấy lạm phát yếu, có thể giá dầu tăng, và giá dầu tăng thì nó tác động ngược lại lạm phát thôi. Đấy là chưa kể những cái câu chuyện về bất ổn hiện tại khu vực Trung Đông và các cái khu vực khác ha, rồi kể cả liên quan yếu tố về vận tải hàng hóa nữa. Đó, thì đó là một số các cái thông tin bên lề mà chúng ta có thể theo dõi và trao đổi với nhau thêm. Rồi ngoài ra thì ở đây chúng ta là hôm qua nhân cái gọi là cái tọa đàm của gọi là giải pháp phát triển thị trường vàng an toàn và bền vững, đúng không ạ? Đấy, cái này hình như là báo điện tử chính phủ tổ chức, gọi là cổng thông tin điện tử chính phủ tổ chức trong phiên hôm qua, thì nhiều chuyên gia cũng đề nghị lập cái sàn giao dịch vàng. Hiện tại ở Việt Nam chúng ta là chưa được phép giao dịch vàng, thậm chí là cái việc mà giá vàng trong nước và thế giới nó cũng không liên thông với nhau nữa, đúng không ạ? Đó, giá vàng ở trong nước và giá vàng thế giới nó bạn tính giá quy đổi ra chênh với nhau tương đối nhiều ạ. Và nhiều người thì đề nghị lập cái sàn giao dịch vàng để mà gọi là hút 400 tấn vàng trong két nhà dân. Đây, cái bài báo này đăng cái gọi là tiêu đề như vậy: hút 400 tấn vàng trong két nhà dân. Két nhà dân thì không biết là nhà ai, đúng không ạ? Đó, còn tất nhiên là ở giao dịch vàng ở thị trường chúng ta, là ở Việt Nam chúng ta là có cái thị trường hàng hóa rồi nha các bạn. Tuy nhiên thì vàng là vẫn không được giao dịch trên nó. Còn bây giờ những ai mà giao dịch vàng thì chủ yếu là giao dịch ở các cái sàn quốc tế, giao dịch forex này kia thôi, mới giao dịch vàng được. Còn ở trên thị trường hàng hóa mà gọi là hợp pháp và chúng ta giao dịch được thì chưa có cho giao dịch vàng. Đấy, thì đây này, cần giao dịch vàng thông qua các cái hợp đồng kỳ hạn. Hiện tại thì chúng ta có giao dịch các cái hợp đồng kỳ hạn liên quan đến bạc, đồng, kim loại, mặt hàng kim loại đúng không? Bạch kim,
sắt thép này kia là có rồi đó, tuy nhiên là chưa có giao dịch vàng. Đấy, thì đây người ta khảo sát ở các cái thị trường khác, người ta cũng hedging vàng, người ta vẫn giao dịch vàng bằng các cái hợp đồng kỳ hạn, các hợp đồng tương lai đó, nhưng mà ở chúng ta thì chưa cho phép cái này, vẫn gần như là vẫn đang gọi là này, đang có sự điều tiết của nhà nước trong cái vấn đề quản lý thị trường vàng. Thì thôi, cái này thì khi nào vàng thì được giao dịch thì chúng ta chờ rồi tính sau, chưa chắc mà cũng dễ ăn đâu đó. Tất nhiên là khi mà nó có giao dịch thì có thể là chúng ta có thể bảo hiểm, chúng ta có thể giao dịch và có thể kiếm được lợi nhuận trên nó, nhưng mà đôi khi nếu chúng ta không nắm vững là chúng ta vẫn cứ toang, vẫn cứ toi ở trên nó, đúng không ạ? Nhiều khi bảo là mua bán vàng bây giờ, một là nó chênh lệch này, hai là gì, mỗi lần đi mua lại phải ra xếp hàng rồi thế này thế nọ, nó khó khăn ấy, thì mua rồi cứ cất vào tủ, cất vào két cho nó chắc kèo. À, muốn muốn bán hay gì thì cũng phải cân nhắc rồi cũng phải suy nghĩ. Chứ còn nếu mà cho giao dịch vật chất, là giao dịch hợp đồng tương lai, cứ ngồi nhà lấy điện thoại ra bấm đặt lệnh này, mua mua bán bán là có khi toi còn nhanh hơn nữa, đúng không ạ? Có khi tiền vàng nó lại chảy ra nước ngoài, đúng không ạ? Tây nó giao dịch lâu rồi, nó khôn hơn mình rồi, nó mình oánh phá sinh đánh, gọi là đánh giao dịch hợp đồng tương lai với nó, chưa chắc là thắng được nó. Nhất là dân mình lại ham sử dụng đòn bẩy nữa, nhiều khi nạp tiền vào tài khoản giao dịch thì chỉ nạp chỉ có một chỉ thôi, mà nó cho mình vay tới một cây, oánh được tới một cây thì oánh èo phát lỗ 10% là nó bay hết tài khoản, nó mất chỉ vàng, thế là nhanh hơn. Nhưng mà bảo mang chỉ vàng đi bán thì bắt đầu tiếc đứt ruột, đúng không ạ? Hoặc là ông bà nào giấu vàng trong két mà tự nhiên mất, hay là lãng trí để đâu quên mất, xong rồi cứ đổ thừa thế này rồi mất ăn mất ngủ. À, nhưng mà lên sàn nhiều khi bấm bấm mà không quy ra tiền, không nhìn thấy vàng thì nó mất thì lại không tiếc đâu, đúng không ạ? Thôi thì đấy là những cái thông tin có lẽ là chúng ta chỉ biết như thế thôi, còn thực tế như thế nào, rồi khi nào được giao dịch, hay là có đúng là có 400 tấn hay không thì chúng ta chả biết được, đúng không ạ? Đấy, còn 400 tấn này nó chuyển ra vàng, là chuyển ra tiền thì chắc chắc là tương đối nhiều tiền, đúng không ạ? Rồi bây giờ chúng ta quay trở lại với biểu đồ kỹ thuật một chút xíu, xem là cái kỹ thuật nó sẽ như thế nào. Như vậy là sau 4 phiên điều chỉnh, đúng không ạ? 4 phiên điều chỉnh với cái áp lực đến từ nhóm cổ phiếu ngân hàng, thì phiên ngày hôm nay thì thị trường mở cái gap và gần như là đi lên luôn, đóng cửa không cao nhất phiên nhưng cái biên cũng khá ngắn thôi, và thanh khoản rất thấp. Nhưng mà không phải là cái nhịp thanh khoản thấp như thế này là chúng ta không hồi phục được các bạn. Đấy, có thể nói là cái câu chuyện lúc này á, là dòng tiền nó đã đi đâu, đúng không ạ? Hay là nằm hết trong cổ phiếu, hay nằm trong két, hay nằm trong tài khoản tiết kiệm đó. Cái thứ hai nữa là do cái lượng cung cầu cổ phiếu, cái khối lượng cổ phiếu hôm nay giao dịch nó chỉ nhỉnh hơn hôm qua một chút xíu thôi, khoảng 400 gần 500 triệu cổ, hôm qua là 460 triệu, hơn một chút xíu thôi. Những cái nhịp hồi phục trước chúng ta để ý là khi mà thị trường suy giảm, và đặc biệt là những cái nhịp hồi phục đầu tiên thì thanh khoản nó không lớn. Trong cái bối cảnh gần gần đây này, này rồi đi ngóc lên rồi, hôm trước mình kỳ vọng nó về tới cái hỗ trợ đây này, cái trend này nó rồi nó mới bật lên, nhưng hôm nay quay lên rồi, không biết là sang tuần có còn tiếp tục duy trì được hay không ha. Ở đây để chúng ta theo dõi thêm mấy cái nhịp nhịp gọi là điều chỉnh và nhịp hồi phục trước này. Là gì, gần như là ở các nhịp hồi phục vậy, tức là trước trước các cái nhịp, trong các nhịp điều chỉnh mà thanh khoản nó sụt giảm thì là yếu tố tích cực, giống như hôm qua mình nói đó, hôm qua là một cây nến giảm đỏ nhưng mà thanh khoản gọi như vôn muốn tịt luôn thì xét về yếu tố nào đó thì nó là một yếu tố tích cực, đúng không ạ? Tức là cái áp lực bán là nó cũng không lớn nữa, chứ còn giảm mà vôn mà to đùng như mấy cây này này thì mới ớn này đó, thì đó là một cái yếu tố khá là rõ ràng, đúng không? Rồi sau những cái nhịp điều chỉnh mà vôn thấp, dạng dạng gọi là tiết cung như vậy, đúng không? Cái lượng hàng bán ra cũng không nhiều nữa thì nó sẽ quay quay trở lại, nó quay trở lại thì một hai cái phiên tăng đầu khi mà thị trường quay trở lại thì vôn nó cũng không tăng đó, chỉ khi mà kéo mạnh thì nó mới kích thích dòng tiền được thôi. Thì đó là về mặt kỹ thuật, đúng không? Về mặt tâm lý giao dịch. Còn một cái yếu tố mà gọi là ngoại cảnh tác động ở thời điểm này có lẽ là cái tâm lý cận Tết rồi, đúng không? Cận Tết giống như mà mình nói là ai cũng cần tiền, chủ doanh nghiệp cũng cần tiền, cá nhân cũng cần tiền, tổ chức cũng cần tiền, tiền để trả nợ, tiền để trả lương thưởng tháng 13 vân vân, tiền để về quê ăn Tết, tùm lum tiền hết, nói thẳng là thế. Đấy, chứ còn chúng ta nhìn ví dụ như cái nhịp hồi phục này, nhịp giảm này, bốn cái nến giảm này thì vôn nó cũng giảm đó, rồi sau đó thị trường tạm thời tạo một cái đáy ngắn ở đây rồi đi lên, chúng ta thấy là những cái cây đi lên cái vol nó cũng rất thấp này, đúng không ạ? Đây là chúng ta nhìn này, vol nó thấp rồi sau đó nó vẫn cứ lầm lũi đi lên đó, thì nhịp này cũng có thể là như thế đó, có thể phiên đầu một hai phiên đầu tuần thì dòng tiền vẫn còn e dè, nhưng mà nó vẫn là yếu tố cận Tết đấy bạn. Đây là cái nhịp này cũng vậy này, tất cả những nhịp trước luôn,
Đây các bạn thấy những nhịp điều chỉnh này. Ví dụ nhịp điều chỉnh này bắt đầu vôn thấp dần này. Đó, rồi sau những cây hồi phục lên thì bắt đầu vôn từ từ nó mới tăng lên. Đó, các bạn nhìn này. Đúng không ạ? Lúc này thị trường đi xuống này. Đó, thì vôn giảm dần. Đó, dạng dạng tiết cung vậy đó. Lúc đi lên thì vôn nó cũng tăng từ từ chứ nó không tăng cái eo cái là lên luôn. Đây này. Đó. Thì để đấy là chúng ta theo dõi lại những cái nhịp điều chỉnh trước ở trong cái bối cảnh như vậy. Đó thì hy vọng là nhịp này tạm thời ha, tạm thời nó điều chỉnh về cái vùng hỗ trợ đây là cũng cũng tạm ổn rồi. Lấy lại ngưỡng 1175 rồi. Nếu không có tin gì xấu thì có thể là không cần tiền tiêu Tết hay gì đó thì bỏ bớt vào đây cũng được. Có cái tâm trạng là gì? Nhiều người thì cứ nghĩ là yên tâm là thôi thì nghỉ Tết, ăn Tết cho nó lành đã, bán hết cổ phiếu ra để lấy tiền ăn Tết đã. Rồi tính sau, sau Tết rồi mới vào. Đó, nhiều người cũng có tâm lý là thôi để mọi chuyện để đầu năm rồi tính chứ cuối năm mà lỡ nó thua lỗ hay gì đó nó không có vui đúng không ạ, ăn Tết nó không vui đó, thì chúng ta thoát chúng ta đứng ngoài đấy. Nhưng mà nhiều người thì lại bảo sau Tết bắt đầu mới nhảy vào mua, thế thì những một số người thì lại có tâm lý khác là trước Tết thì tao cứ mua vào đã, rồi đến sau Tết thì tụi bay nhảy vô mua thì tao lại bán à, bán cho bay để tao chốt lời lấy lộc đầu năm, ví dụ vậy. Thì thường thường những phiên sau Tết thì thị trường ưa tăng lắm. Hình như có cái năm năm 2020 á, là sau Tết cái là bị dính Covid cái là nó cắm đầu đi luôn ấy. Chứ nó không có đi lên, còn mấy năm gần đây này, hoặc là trước đó nữa chúng ta cứ thường thường để ý là gì? Là những cái phiên sau Tết là thị trường hay tăng, bởi vì lúc đấy là chúng ta mới mạnh dạn giải ngân. Nhưng mà sau Tết một vài phiên kìa, thường thường là sau ngày mùng 10 âm lịch ấy. Chứ những phiên đầu tiên sau Tết thì cũng chưa tăng mấy đâu. Đúng không? Lúc đấy chúng ta còn đang mải du xuân. Đó thì đấy trong trong một cái bối cảnh thị trường thôi, giống như tôi nói đó là cùng cái thời điểm như vậy thì cũng có những hai cái luồng tâm lý. À, một số người thì một nửa thì bảo là bán trước Tết ăn Tết cho nó ngon rồi sau Tết mua, thế một số thì lại bảo thôi tao để có ít tiền thì tao mua trước Tết rồi sau Tết tao lại bán cho những thằng muốn mua. Đấy, thị trường như vậy, chính vì vậy nó mới vận hành được, nó mới lúc nào mà có người mua người bán thì nó mới tồn tại được. Cho nên là thôi thì tùy mọi người, tùy cái dòng tiền của mỗi người muốn làm gì đúng không ạ, muốn cầm cổ rồi ăn Tết rồi sau Tết bán cho người khác rồi lấy tiền đi du xuân sau, hay là mua vào gì bán hết nghỉ rồi sau Tết bắt đầu là ăn Tết ngon lành xong rồi đi vô mua, thì đấy là quyền của mỗi người thôi. À, thì chúng ta theo dõi tiếp trong những cái câu chuyện của các cái phiên của 2 tuần tiếp theo, hơn hơn khoảng 10 phiên nữa là chúng ta sẽ nghỉ Tết đúng không ạ. Đó thì chúng ta theo dõi xem là cái diễn biến thực tế nó như thế nào. Rồi không chỉ là như vậy thì chúng ta tiếp tục để theo dõi cái bối cảnh thị trường trong những cái dịp gần Tết như thế này, để những Tết năm sau nữa rồi chúng ta còn nhớ gọi là hình dung trở lại và nhớ lại để mà chúng ta đầu tư cho nó hiệu quả. Tất nhiên là bối cảnh của mỗi giai đoạn, mỗi năm, mỗi thời điểm nó khác nhau, nhưng mà nó cũng có một cái gì đó về mặt tâm lý là nó giống giống nhau, nó trùng lặp các bạn, đúng không ạ? Rồi xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Chúc các bạn ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ.